theo chân những doanh nhân Việt Nam, những nhà lãnh đạo với khát vọng sáng tạo cháy bỏng, để hiểu rằng đằng sau lớp áo trách nhiệm của một C-level là những câu chuyện người thật, việc thật, kiến tạo giá trị thật, mang thương hiệu Việt vươn xa ra biển lớn. Behind the Sea là một series podcast hoàn toàn mới, được mang đến bởi Spyroom và Aristino. Được truyền cảm hứng bởi nhiều thế hệ doanh nhân Việt từ xưa tới nay, Behind the Sea sẽ khắc họa bức tranh muôn màu, những trải nghiệm có 102 phía sau mỗi nhà lãnh đạo. Đó là những cống hiến không biết mệt mỏi, những đêm trăn trở về chiến lược, những khoảnh khắc ra quyết định chớp nhoáng và ngàn lần không ngừng cải tiến. Tôi là Việt Anh, host của chương trình, và đây là Behind the Sea.